hôm nay chúng ta sẽ đến cái chuyên đề cuối cùng của cái phần nguyên hàm tích phân, đó là ứng dụng tích phân. Đó. Thế thì các bạn sẽ phải thành thạo các cái buổi hôm trước. Để đây chúng ta sẽ là buổi kết thúc và chúng ta còn một buổi nữa trước khi nghỉ Tết, thì anh sẽ phân dạng và cho các bạn bài tập rất là kỹ, chia thành từng dạng một để các bạn về luyện. Thấy chưa? Coi như sau Tết là coi như chúng ta sẽ phải xong tích phân, nên cái buổi này sẽ rất là quan trọng. Được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần đầu tiên. Anh sẽ viết bằng bút đen cho các bạn dễ nhìn. Các bạn ghi một mã. Đấy, thì ứng dụng tích phân để làm cái gì? Chúng ta sẽ để làm cái như sau này. Một, đó là để đi tính diện tích. Đấy, để tính diện tích. Thế thì nó tính diện tích như thế nào? Thì các bạn cùng vẽ cho anh một cái hình nó đơn giản như sau. Đấy, các bạn sẽ hình dung đây là trục tọa độ đúng không? Đây là trục tọa độ. Đó. Thế thì chúng ta sẽ có này. Đấy. Đây là đồ thị của hàm Fx. Đấy, anh sẽ vẽ thêm một hàm là hàm Gx. Được chưa? Các hàng đường này rất là lung tung luôn. Đấy. Đường này rất là lung tung luôn. Thế thì đây là hai cái cận. Cận thứ nhất là cận A. Cận thứ hai là cận B, có hiểu không? Khi đó cái diện tích của cái phần như này này. Đây, đây. Đấy, nhớ là đây là Fx và đây là Gx. Được chưa? Thế thì diện tích của cái phần anh gạch đấy nó sẽ được tính theo công thức như sau. Diện tích bằng tích phân chạy từ đâu đến đâu đây? Từ A đến B. Đấy, của Fx trừ Gx. Đấy, các bạn cứ nhớ là lấy trên trừ đi dưới. Đấy, lấy trên trừ dưới. Nhưng trong nhiều trường hợp của chúng ta sẽ không biết được cái nào trên, cái nào dưới, hoặc nó có nhiều cái khoảng lúc thằng này nằm trên, lúc thằng này nằm dưới. Vì người ta chỉ cho chúng ta hàm thôi, chứ người ta không cho hình vẽ. Bởi cho hình vẽ thì câu chuyện có gì đâu, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải thêm vào cái dấu trị tuyệt đối để đảm bảo lúc nào chúng ta cũng được dương, được kết quả là dương, tức là lúc nào cũng lấy trên trừ dưới. Đấy, thêm cái dx và là xong công thức. Được chưa? Đấy. Nếu bạn ghi như này rồi anh sẽ cho các bạn ví dụ thì các bạn sẽ hiểu nhá. Đấy, ghi như này. Ví dụ liên quan cái đấy để chúng ta hiểu hơn. Được chưa? Bây giờ các bạn chúng ta hình dung là chúng ta sẽ tưởng tượng là bây giờ ví dụ các bạn có cái cổng, nhà bạn nào có cái cổng ví dụ như ngay cổng của Konoha nhá, nó kiểu này. Hai gạn hình ấy, xong đến đây nó lại cong nhầy đúng không? Ờ đúng không? Hai bạn thấy cái khuôn cửa sổ thì nó là đường cong kiểu parabol ấy. Thế các bạn tính diện tích nó kiểu gì? Có đúng không nào? Thế các bạn phải vận dụng cái gì vào? Vận dụng tích phân vào chứ. Các bạn làm sao có thể dùng cái phương pháp bình thường đấy được? Ngoài các công thức tính diện tích hình bình thường ra, hình phẳng bình thường ra, thì tất cả các cái hình phẳng mà ở dạng đường cong thì chúng ta đều phải dùng tích phân, nhớ chưa? Đều phải dùng tích phân mới giải quyết được. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm chứng công thức tích phân này trước khi đi vào những ví dụ cụ thể. Đấy, cùng kiểm chứng nhé. Đầu tiên, đây với các bạn thấy diện tích hình chữ nhật đi cho dễ này. Diện tích hình chữ nhật. Cạnh này là 2, cạnh này là 5. Vậy diện tích nó là mấy? Diện tích là 10 đúng không? Đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ gắn vào cái tích phân xem nó có đúng không nhá. Gắn vào tích phân thì anh chỉ việc gắn thêm tọa độ vào là xong. Các bạn tưởng tượng là đây này. Đây sẽ là trục này. Đó, đây là trục. Gắn trục OXY vào đây được chưa? Đấy, em nhìn vẽ hơi lệch một tí nhá. Cái này là không này. Thì có phải là chúng ta sẽ có đường thẳng này là đường thẳng gì đây? Y bằng gì đây? Y bằng 2 không? Đường thẳng Y bằng 2 không? Và chúng ta sẽ có hai cận, cận này là không và cận này là 5 chứ. Độ dài này là 5 mà. 5 chứ, đúng không? Và cái đường này, các bạn nhớ công thức vừa nãy của chúng ta này, để tính được diện tích chúng ta phải cần có bốn cái. Cái thứ nhất, bốn thông số, thứ nhất là Fx, thứ hai là G, thứ ba là cận A và thứ tư là cận B. Và chúng ta cùng điền vào này. Fx có phải bằng 5 không? À bằng 2 không? X bằng 2 không? Y bằng 2 này là Fx này, được chưa? Còn cái đường dưới này thì là Fx bằng mấy? Bằng 0, tại vì mình tự gắn cái trục tọa độ vào rồi, đúng không? A thì cũng bằng 0, còn cận B thì bằng 5, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bấm cho anh cái tích phân này nhá. Diện tích sẽ bằng này, từ 0 đến 5 của trị tuyệt đối của 2 trừ 0. Đấy, theo đúng theo công thức như thế. Thực ra 2 trừ 0 nó dương rồi, các bạn cũng thể bỏ trị tuyệt đối ra. Đấy, thì nó sẽ bằng bao nhiêu?
Đáp án là gì? 10, ok chưa? Đấy. Thế bây giờ xem một cái ví dụ nữa, nó trực quan hơn, nó khó hơn, được chưa? Đó là đường tròn. Đấy. Anh cũng chưa biết ngày xưa là cũng chưa đọc cái câu chuyện người ta tìm diện tích đường tròn như nào nên không biết là diện tích đường tròn không không phải rơi vào đầu, mà ý ở đây là người ta sẽ tính đường tròn bằng tích phân trước hay là có công thức đường tròn trước, hình tròn trước, đúng không? Thấy các bạn tưởng tượng như này nhá. Đây là đường tròn của chúng ta này, đúng không? Đấy. Đường tròn này có bán kính là mấy các bạn biết không? Các bạn tự cho nào. Một số nhỏ quá để thấy số 3 nhá. Được chưa? R bằng 3 được chưa? Thế thì diện tích của đường tròn sẽ là gì? 4 sao là 4 pi nhỉ? Pi r bình thôi chứ, đường tròn pi 4 pi r bình là mặt cầu rồi. Đây là diện tích nhá. Diện tích của hình tròn thôi đúng không? Diện tích của hình tròn đây. Pi r bình là 9 pi không? Ok chưa? Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ làm bằng tích phân thì kiểu gì? Đây là hai cái ví dụ để anh cho các bạn kiểm chứng thôi. Chứ còn thực tế thì chúng ta sẽ làm những bài nó sẽ lằng ngoằng hơn, hiểu không? Đấy, thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây nhá. Là phương trình đường tròn có phải dạng là x trừ x không bình, thì anh chọn tâm đường tròn là điểm không không luôn không? Thì sẽ là x bình cộng y bình bằng r bình là bằng 9 không? Đúng không? Thế thì khi đó y bình của chúng ta có phải bằng 9 trừ x bình không? Vậy thì y bằng cái gì biết không? Y sẽ bằng căn 9 trừ x bình hoặc y bằng trừ căn 9 trừ x bình. Có hiểu đoạn này không? Thế thì chúng ta nhìn vào đây, cái hàm mà căn 9 trừ x bình thế này, hàm này chính là cái phần trên, phần nửa trên. Được chưa? Căn 9 trừ x bình. Còn phần nửa dưới sẽ là gì? À, trừ đi căn 9 trừ x bình. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa các bạn? Thế thì diện tích đường tròn bản chất là lấy nửa trên trừ nửa dưới rồi lấy tích phân. Có đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta thấy ở đây nhá. Đây các bạn tưởng tượng là đây chính là fx, còn ở dưới chính là g, gx. Vậy thì ta sẽ có diện tích của đường tròn sẽ bằng này, tích phân chạy từ 0 đến, à đâu, không phải từ 0 mà là từ trừ 3 đến 3, đúng không? Trừ 3 đến 3. Đấy, không hề có một chữ pi nào ở đây nhá. Các bạn bấm mà ra kết quả pi thì chứng tỏ là cái này cũng có thể tự xây dựng được công thức của đường tròn, đúng không? Đúng không? Công thức của hình tròn của căn bậc 2 của 9 trừ đi x bình, xong lại trừ tiếp đi nó một lần nữa, có phải là thành hai lần không? À, thành hai lần. Xong lấy trị tuyệt đối dx. Đấy, các bạn bấm máy tính xem được bằng bao nhiêu nào. Các bạn cùng bấm máy tính nhá. Bấm. Đấy. 100% các bạn đã đáp án 9 pi chưa? À, ok. Như vậy chúng ta có thể tin tưởng gửi gắm vào công thức này chưa? Rồi nhá. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ nói về cái cách làm bài. Được chưa? Đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến là các dạng bài tập nhá. Các dạng bài tập liên quan đến phần này. Đấy, các dạng bài tập liên quan. Đấy, anh sẽ dạy rất kỹ cho các bạn. Dạng 1 đầu tiên là dạng thuộc công thức. Xem các bạn thuộc công thức hay không. Thuộc công thức và vận dụng vào hình vẽ. Được chưa? Thuộc công thức và vận dụng vào hình vẽ. Được chưa? Tức là người ta sẽ cho chúng ta cái hình vẽ và người ta hỏi là công thức nào để tính diện tích cái đấy. Thì lúc đấy chúng ta phải tự thay vào. Bạn nhớ chưa? Đấy. Tí nữa anh sẽ cho một vài ví dụ để các bạn thấy là chúng ta phải nhìn là hàm nào trên, hàm nào dưới. Nhớ chưa nào? Cách thứ hai, dạng thứ hai là cũng dạng dễ, là người ta cho đầy đủ. Cho đầy đủ. Fx, gx và cả cận A và cận B. Và nhiệm vụ của chúng ta chỉ việc là ốp đúng công thức và là xong. Và hai bạn này, hai dạng này là những dạng cho điểm, những dạng của học sinh yếu, được chưa? Học sinh trung bình yếu là phải làm được cái này. Đấy, để đánh giá cái đấy, những bạn giỏi mà sai vớ vẩn là không được đâu nhá. Dạng thứ ba bây giờ bắt đầu sẽ vận dụng dần lên một chút này. Người ta muốn làm khó bọn em thì người ta sẽ làm như nào? Người ta sẽ làm cái thứ nhất, đó là người ta không cho cận hoặc là cho thiếu cận. Không cho cận hoặc cho thiếu cận. Thế thì chúng ta sẽ phải làm thế nào đây?
Thì bản chất cái cận ấy là cái vùng giới hạn thôi, chứ không phải phức tạp gì cả. Đấy, nhá. Chỉ là vùng giới hạn thôi. Nên chúng ta sẽ tìm cận bằng cách cho fx bằng gx các bạn nhá. Cho fx bằng gx. Đấy, cho fx bằng gx. Cho hai cái này bằng nhau. Thế thì khi mà chúng ta giải ra phương trình thì có phải chúng ta ra được x không? Và x đấy chính là gì? Chính là cận. Đấy chưa? Chúng ta sẽ giải phương trình này. Nhớ giải phương trình này để ra cận. Đấy. Và đây là cái dạng khá là phổ biến người ta cho. Đấy. Ở vì nó mức độ nó cũng không quá khó và nó cũng không phải là quá dễ. Rồi, dạng thứ tư. Dạng thứ tư là dạng mà người ta sẽ cho như này này. Cho fx, cho gx, xong cho thêm cả hx nữa. Cho fx, cho gx, cho cả hx, tức là cho mấy hàm đây? Ba hàm. Đấy, khi ba hàm thì các bạn sẽ xoay sở khá là khó. Thế thì chúng ta sẽ có hai phương pháp để làm. Đối với cái này chúng ta có thể mũi tiến hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó gọi là phương pháp vẽ hình ra mà nhìn. Vẽ hình. Đấy, để hiểu rồi vận dụng công thức. Được chưa? Đây phương pháp phải vẽ hình, vẽ cả ba hình xem nó ra ở đâu, cắt ở đâu, tạo ra hình như nào. Đấy. Đặc thù của cách này là sẽ là đúng rồi, lâu. Vô cùng, được chưa? Cái thứ hai, cái thứ hai là ngoài cái lâu ra thì nó đòi hỏi các bạn phải nắm được cái dạng đồ thị của cái hình đấy. Có hiểu không? Cái dáng đồ thị ấy, cái hình dạng đồ thị. Ví dụ hàm parabol thì như nào thì các bạn biết rồi. Hàm bậc 3 thì như nào. Nói chung là nó nhiều cái điểm nó khá là lòng ngoằng ấy. Các bạn sẽ khá là mất thời gian, đúng không? Như hàm y bằng căn x các bạn biết vẽ không? Thì chúng ta có bài đấy đấy. Ừ, y bằng căn x. Đó. Đấy, thay số vẽ. Rồi tí nữa cho các bạn thay số vẽ nhá. Cách thứ hai đó là cách kẻ bảng Hokage. Được chưa? Bởi vì cách này anh nghĩ ra nên là các bạn ở nhóm chủ nhật bảo anh đặt tên luôn đi thành kẻ bảng Hokage. Được chưa? Đấy. Thì cái cách này thì đây như cả nhóm tuyển thì anh cũng chưa dạy, nhưng các bạn quý kia hôm trước học ké nhóm kia là được dạy cách này rồi. Đấy, nên mấy bài kia sẽ được. Đấy. Đấy, nên em học cái buổi này, tí nữa cái đến đoạn này em có thể nghe. Đấy chưa? Có rất nhiều câu liên quan đến này mà dùng cách kẻ bảng này nó ra rất là mượt nhá. Đấy. Còn dạng thứ năm này nữa. Dạng thứ năm này thì tức là khi sau khi mình làm được mấy cái bài cơ bản rồi, người ta lại vươn lên một cái tầm nữa. Đó là người ta thích theo kiểu là người ta cho thêm đường thẳng, cho thêm đường thẳng. Nhưng mà đường thẳng này lại chứa tham số m. Đường thẳng chứa m để chia hình. Đấy, tức là chia cái phần diện tích của chúng ta ra thành những cái tỷ lệ khác nhau. Đấy, những dạng này thường thì chúng ta sẽ đối với cái nhóm chúng ta thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp gọi là thử nghiệm, thử các cái đáp án. Còn không thì hả? Thì bỏ. Được chưa? Nói chung là cái đấy anh không bắt buộc phải làm bởi vì nó khá là mất thời gian. Đấy, anh vẫn sẽ chữa nhưng mà phải có thể là thậm chí là chỉ chữa trên video thôi, chứ còn chữa trực tiếp sợ các bạn là không hiểu hết, bởi vì những cái bài đấy thường rất là khó. Được chưa nào? Đấy. Thế thì đây là những cái dạng mà anh giới thiệu trước. Thì bây giờ anh sẽ in phiếu bài tập cho các bạn và cho các bạn làm ngay ví dụ ở trên này để quay luôn, bởi vì các bạn phải xem lại luôn ấy. Đấy, thì các bạn mới nhớ được, các bạn hiểu được, chứ không về lại loay hoay nhá. Nào, chúng ta cùng đến với ví dụ số 1 nhá. Ví dụ 1, người ta cho hàm thứ nhất là hàm P1 là một cái parabol x trừ 2 x bình trừ 2x. Và cái hàm thứ hai là hàm trừ x bình cộng với 4x. Thì các bạn lưu ý là đây là nó chỉ cho hàm thôi, nó không cho cận, đúng không? Thì chúng ta phải đi làm gì nhỉ? À, cho hai thằng bằng nhau để tìm cận, đúng không? X bình trừ 2x bằng cái gì nhỉ? Trừ x bình cộng 4x. Rồi chuyển về sang 2x bình trừ mấy nhỉ? Trừ 6x, đúng không? Bằng 0, vậy nhẩm luôn ra được là bằng x bằng 0 với x bằng 3. Vậy đây chính là hai cái gì đây? À, chính là hai cận. Đấy.
Thế thì có hai cận rồi thì chúng ta cứ đặt thôi. Đấy, thì tích phân chạy từ 0 đến 3, xong rồi thêm cái trị tuyệt đối vào, được chưa? Thêm cái trị tuyệt đối vào của hai thằng trừ đi nhau. Hai thằng trừ đi nhau có phải là chính là cái hàm mà chúng ta đi tìm không? Có phải là chính 2x bình trừ 6x không? Đúng không? Trị tuyệt đối dx bằng vat, là các bạn cùng bấm ra kết quả nhá. Bấm ra cho kết quả cho anh xem nào. À, nhanh tay bấm luôn chữa vào. À, ra 9 à. Rồi, ok, ra 9 nhá. À, các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm ngay cái dạng 1 nhá. Dạng 1 là người ta cho hình vẽ xong rồi chúng ta thử phân tích xem cái công thức của chúng ta dùng sẽ là như thế nào, xem cái cách người ta lừa sẽ ra sao nhá. Đấy, chúng ta cái gì biết không? Cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta đồ thị hình vẽ, đúng không? Và người ta hỏi là cái công thức nào sẽ là công thức để giải quyết vấn đề này. Thế thì các bạn ở đây các bạn dễ dàng thấy được là diện tích của chúng ta có phải bằng trị tuyệt đối chạy từ A đến B không? Của cái hàm fx trừ đi cái phần ở đây nó sẽ có hai hàm, hàm thứ nhất là fx và hàm thứ hai là gì biết không? Sai. Không phải. Đây này, chính là cái đường nằm ngang này này. Đó là 0. Đấy, nên nó là trị tuyệt đối của fx trừ 0. Đấy, viết vào cho các bạn hiểu. Gx ở đây chính là phần nằm dưới, nhớ chưa? Bạn thấy đấy, ở đây là fx nhá. Fx ở đây thì có phải bị giới hạn về cái phần dưới không? Phần y bằng 0 không? Xong sang bên này. Nhưng vừa nãy anh nói rồi, lúc nào cũng phải lấy trên chứ trừ dưới. Vậy thì cái đoạn này nó sẽ phải tách ra là hai phần thì mới tính được. Đoạn thứ nhất chạy từ A cho đến gì? Đến 0. Đoạn thứ nhất chạy từ A cho đến 0 cộng với đoạn thứ hai chạy từ 0 cho đến B. Trong đoạn từ 0 cho đến A thì phải lấy trên trừ dưới, tức là lấy 0 trừ đi fx, tức là sẽ được là trừ f fx. Còn đoạn này từ 0 đến B thì nó vẫn là f fx. Đấy, như vậy đáp án nó phải có dạng như thế này. Đấy, các bạn hiểu vấn đề không? Đấy là cái cách người ta hỏi. Thế các bạn thử nhìn xem là đáp án sẽ là đáp án gì đây? Trừ A cho đến 0 của fx cộng với 0 cho đến B, chuẩn chưa? À, chuẩn rồi. Thì các bạn nhớ là cái dấu trừ ở đây, anh khoanh đỏ ở đây này, người ta sẽ có hai cách để xử lý và bẫy ở đây. Một là người ta sẽ chuyển dấu trừ ra ngoài, hoặc hai người ta sẽ đảo hai cái cận này, tức là người ta có thể vẫn cho từ 0 cho đến A và người ta bỏ dấu trừ đi được không? Được nhá. Đấy, các bạn hãy hết sức lưu ý cái dạng này. Anh nói thật là đi thi cái dạng này là dạng dễ ăn điểm nhưng lại là cái dạng các bạn dễ sai nhất, anh nói khẳng định luôn đấy, bởi nó hay bẫy cực kỳ luôn. Các bạn nhìn các bạn không hiểu được đoạn nào nằm trên nằm dưới là các bạn sai luôn nhá. Ok các bạn, chúng ta sẽ đến với ví dụ mà người ta cho ba hàm nhá, ba hàm mà không cho cận. Các bạn nhìn đây, đây là hàm gì đây? Căn x ở đây chính là hàm fx nhá. 6 trừ x sẽ là hàm g gx, còn trục hoành có phải là y bằng 0 không? À đúng không? Đây là hx, nhớ chưa? Thế thì chúng ta sẽ hình dung như này nhá. Chúng ta sẽ vẽ hình này, chúng ta tìm giao điểm xong chúng ta vẽ hình. Được chưa? Tìm giao điểm xong vẽ hình. Giao điểm đầu tiên là của căn x bằng 6 trừ x thì nhẩm ra được là x sẽ bằng mấy? 4 đúng không? X bằng 4 không? Tiếp nó sẽ khác cái hình kia một chút. 6 trừ x mà bằng 0 thì có phải là x bằng 6 không? Đúng không? Đấy. Và cái cuối cùng là căn x bằng 0 thì có phải là tương đương x bằng 0 không? Được chưa? Thì chúng ta lại vẽ đường hàm căn x này, vẽ một hồi quen này, căn x. Được chưa? Hàm 6 trừ x thì nó sẽ như này. Đấy, 6 trừ x nó vẫn như này. Vậy thì nó cắt ở chỗ này có phải là 6 không? Chỗ này là gì? 4 và chỗ này là 0, hiểu chưa? Đấy. Thế thì cái diện tích của chúng ta cần tính là phần này. Đấy. Chúng ta lại tách ra làm hai phần đúng không? À, em có điều kiện là x phải lớn bằng 0 chứ. Nhưng mà nó đang nhận 4 với nhận 9. 9 nó sao được? 4 với 9 á? 9 nó sao được? 9 thì nào, bây giờ nhá, bình tĩnh bình tĩnh. 6 trừ x đúng rồi, chính xác, nhớ cái điều kiện đấy, được chưa? Đấy, thế thì chúng ta sẽ có diện tích sẽ bằng tích phân chạy từ 0 cho đến 4 trước này. Có phải là của căn x trừ đi thằng ở dưới là 0 không? Thì nó sẽ là căn x không? Căn x dx, được chưa? Cộng với tích phân chạy từ 4 đến 6. À, bây giờ 4 đến 6 có sự tham gia của cái thằng
6 trừ x và thằng 0 thì vẫn là 6 trừ x, nhờ 6 trừ x nằm trên rồi, các bạn cẩn thận cho em chị đối cũng được. Đấy. Bạn nào muốn nhanh thì các bạn hiểu rồi, các bạn không nhập trị tuyệt đối nữa mà gõ 6 chữ x thôi thì nó nhanh. Đấy, nhất là những bạn máy tính nó hơi chậm nhá. Đấy, còn những bạn mà máy tính mà xịn rồi thì cứ trị tuyệt đối thì nó vẫn tính nhanh thôi. Đấy. Nào các bạn bấm xem cho anh ra bằng kết quả bằng bao nhiêu nào. Đấy. Nếu anh nhớ không nhầm hình như là đáp án là B, nếu anh nhớ không nhầm thôi. 23/8. Bấm lại xem nào. Từ 0 đến 4 này, xong từ 4 đến 6 này, bấm lại xem nào. ba là 22/3, đáp án D, được chưa? Ok chưa? Đấy. Ok, vậy đây vẫn là bài 26. Nhưng sẽ là làm theo cách kẻ bảng, được chưa? Cách kẻ bảng. Thế thì chúng ta sẽ kẻ bảng như này, các bạn hình dung này. Các bạn biết viết lần lượt fx cưới vào đấy, căn x 6 trừ x và 0 đúng không? Đúng không? À, chúng ta còn nhớ các nghiệm vừa nãy không? Nghiệm đầu tiên là căn x mà bằng 6 trừ x thì có phải ra được nghiệm 4 không? Đúng không? Khi hai thằng này bằng nhau ra được nghiệm 4, các bạn viết 4 vào cả hai nghiệm này, cả hai dòng, viết 4 cả vào hai dòng. Tiếp, 6 trừ x bằng 0 thì x bằng mấy? Bằng 6, viết số 6 sau số 4. Số 6 lớn hơn nên số 6 phải sau số 4 và số 6 viết ở hai dòng. Ok chưa? Cái thứ ba là cho căn x bằng 0 thì có phải là x bằng 0 không? Chúng ta viết số 0 ở hai dòng 0 và ở đây. Được chưa? Thế các bạn nhìn cái khoảng này các bạn sẽ phát hiện ra là cái 0 nó sẽ tham gia từ 0 cho đến 6 luôn. Thằng căn x thì chỉ tham gia từ 0 cho đến 4. Còn thằng 6 chữ x chỉ tham gia từ 4 cho đến 6. Vậy dễ dàng tính ra được diện tích sẽ bằng tích phân chạy từ 0 cho đến 4 đã. Và từ 0 cho đến 4 chỉ có sự tham gia của thằng căn x và thằng 0. Thì là có phải trị tuyệt đối của căn x không? Cộng với tích phân chạy từ 4 đến 6. Từ 4 đến 6 có sự tham gia của thằng 6 chữ x và thằng 0. Trị tuyệt đối của 6 chữ x. Dx. Bấm máy là ra. Hay chưa? Đấy. Rồi ok nhá. Đây là phương pháp bảng kẻ bảng Hokage nhá. Đấy, các bạn nhớ tên đấy. Anh đảm bảo luôn cái lớp chắc là cô giáo các bạn không dạy đâu nhá. Đấy. Nào, thôi chúng ta chú ý vào đây. Bây giờ chúng ta lại có ba hàm đúng không? Hàm đầu tiên là hàm căn x, cái hàm thứ hai trục hoành có phải là y bằng 0 không? Và hàm ba là x bằng trừ 2 đúng không? Cái hàm này nó sẽ khác hàm kết quả kia. Bây giờ anh lại kẻ cái bảng này. Đầu tiên sẽ có căn x này, sau đó là 0 này và sau đó là gì? X trừ 2 nhá, x trừ 2 chứ không phải 2 trừ x, nhưng nó sẽ khác vừa nãy nhá. Nó sẽ khác vừa nãy. Đầu tiên là 0 thì có phải là viết 0 0 vào ở đây không? Rồi tiếp, bây giờ 0 bằng x trừ 2 có phải x bằng gì? 2, x bằng 2 thì viết 2 2 vào đây. Được chưa? Đấy, 0 sau số 2 à 2 sau số 0 là được. Bây giờ căn x mà bằng x trừ 2 thì nhẩm ra được là x phải bằng mấy đây? 4. Có đúng không? Phải bằng 4 chứ. 4 em. Căn của 4 là 2, xong rồi 2, 4 trừ 2 bằng 2, đúng không? Đồng ý không? 4 thì 4 phải viết sau số 0 và sau số 2, 4 phải viết vào đây. À đâu, từ từ bình tĩnh. 4 viết ở đây và ở trên này, hiểu chưa? Vậy chúng ta nhìn vào đây, chúng ta đồng ý là căn x sẽ tham gia từ 0 đến 4 không? Còn 0 thì chỉ tham gia từ 0 đến 2 thôi. Và x trừ 2 thì tham gia từ 2 đến 4, hiểu chưa? Vậy diện tích của chúng ta sẽ bằng tích phân chạy từ đâu đến đâu? Từ 0 đến 2 trước, 0 đến 2 có sự tham gia của 0 và căn x, vậy là căn x dx cộng với chạy từ 2 đến 4 thì sẽ có sự tham gia của căn x và x trừ 2. Thì các bạn lấy trị tuyệt đối căn x trừ đi 2 là cộng với 2 nhá. Dx, rồi bấm máy ra kết quả thôi là xong. Các bạn bấm máy đi, còn anh vẽ hình cho các bạn hiểu. Anh sẽ vẽ hình cho các bạn. Đây, căn x nó như thế này. Đấy, con đường thẳng x bằng 2 của chúng ta nó sẽ chéo chéo như này này. Đấy. Đây là từ 0 đến 2. Và đây là 4. Đấy, các bạn thấy chuẩn chưa? Cái đường căn x đây. Đấy. Nó sẽ tách hình này ra là hai phần. Phần thứ nhất chạy từ 0 đến 2 có sự tham gia của căn x.
Và cái hàm bằng 0 phần thứ hai sẽ có sự tham gia của gì? Có sự tham gia của hai hàm là căn x ở trên và x trừ 2 ở dưới, thấy chưa? Đấy, các bạn hiểu vấn đề chưa? Cả hình cả 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 công thức cho các bạn. Đấy. Đấy là cách kẻ bảng. Ok. Sau cái phần tính diện tích thì chúng ta sẽ sang vận ứng dụng thứ hai của cái tích phân, đó là tính thể tích. Được chưa? Tính thể tích. Thì nó sẽ có hai loại tính thể tích các bạn nhé. Có hai loại. Tính thể tích loại 1 là tính thể tích, gọi là loại 1 nhé. Đấy, loại 1 là thể tích của vật. Thể tích của vật có phương trình hay là có hàm thiết diện. Có hàm thiết diện. Đấy, có hàm thiết diện. Thể tích V sẽ bằng tích phân từ A đến B của SX dx. SX là gì biết không? SX là diện tích, được chưa? Đấy, các bạn tưởng tượng là cái khối vật thể nó như này này, nó rất là xấu xí, củ khoai, củ sắn, các thứ gì đấy. Nhưng mà người ta bằng một phương pháp, người ta có thể cắt cái mặt phẳng này ra. Đấy, cắt cái mặt phẳng này ra. Và người ta hình dung là đây là cái này là cái SX này. Các bạn hiểu không? Cái này sẽ là trục X chẳng hạn. Đây là trục OX chẳng hạn. Thì các bạn thấy là cái diện tích này nó thay đổi theo X. Thì có phải nó là một hàm không? Các bạn chỉ việc bỏ cái hàm đấy vào đây tính tích phân là nó sẽ ra được thể tích của vật thể. Đấy, đây là A, đây là B chẳng hạn. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Cái này nó sẽ là về sau nó ứng dụng là gì? Nó ứng dụng là tính thể tích của hầu hết mọi vật nhé các bạn nhé. Hầu hết mọi vật luôn. Cứ bổ được ra như này nó sẽ ra được. Đấy, những bài công thức này các bạn lưu ý là chuyên làm bài khó hoặc là bài ốp công thức cái là ra. Chuyên làm bài toán thực tế nhé. Những bài toán thực tế. Ví dụ nghiêng cốc nước. Nghiêng cốc nước là phải dùng cái này. Đấy, nghiêng cốc nước nghe tên đấy thôi. Tí nữa anh sẽ cho các bạn bài nghiêng cốc nước xem nó như nào. Rồi. Loại 2 dễ hơn. Loại 2 là loại mà hay thi hơn. Đấy. Loại 1 thì chắc là chỉ có đề thi học kỳ ra thiều vào thôi. Chứ còn các trường khác cũng không ấy. Nhá. Loại 2 là thể tích của khối tròn xoay. Đấy, khối tròn xoay là mấy cái khối nón, các thứ khối trụ hôm trước ấy. Nhưng mà về sau là chúng ta còn phát triển nhiều cái nữa đúng không? Thì thể tích nó sẽ bằng là pi nhân tích phân từ A đến B của F bình x dx. Nhớ là phải bình phương nhé, F bình x dx. Đúng rồi. Cả cái Fx nó phải bình phương lên. Được chưa? Cả cái Fx nó phải bình phương lên. Đấy. Ở đây các bạn đấy, các bạn xem người ta làm gốm chưa? Làm gốm có phải là ví dụ người ta có một cái bàn xoay như này thì bên này của em là cái hình như này chẳng hạn. Đấy, thế bên kia nó sẽ xoay thành có phải thành cái hình đối xứng không? Thành cái chậu không? Như này thành cái chậu đúng không? Đấy. Ủa, cứ từ anh không vẽ đẹp nha các bạn, bình tĩnh. Đấy, các bạn hiểu như thế. Thì cái đấy sẽ là khối tròn tròn xoay, các bạn hiểu không? Nhiệm vụ của các bạn là lấy một cái hàm Fx này, đấy và cho nó xoay. Đấy, thì trong cái quá trình học của chúng ta thì chúng ta sẽ xoay quanh trục OX thôi. Còn mấy bài quanh trục OY thì các bạn cứ chuyển tất cả chỗ nào có chữ Y các bạn chuyển thành X là xong. Được chưa? Đấy. Thế nữa anh sẽ làm mẫu cho mấy cái bài kiểu kiểu như thế. Cái bài vừa rồi của chúng ta, cái bài vừa nãy tính nhầm ấy, cái bài đấy là bài tròn xoay. Được chưa? Bài tròn xoay. Rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ nhá. Ví dụ 1 nào. Bây giờ chúng ta sẽ thử tính thể tích khối trụ xem nó đúng công thức không nhá. Được chưa? Thể tích khối trụ này. Bây giờ anh cho cái trụ nằm ngang để cho nó chuẩn công thức nhá. Cho một cái trụ nằm ngang. Đấy. Các bạn thích cái trụ này nó cao bao nhiêu nhỉ? Đấy, đây là bán kính nhá. Đây là bán kính của chúng ta sẽ là 2 chẳng hạn. Còn chiều cao ở đây là 5 đi. Ok chưa? Thế thì chúng ta sẽ tính bằng bình thường bằng cách thể tích bằng diện tích đáy đúng không? Là pi nhân với r bình là 4 nhỉ? Rồi nhân với chiều cao 5 là bằng 20. Ok đơn giản chưa?
Vậy tôi không thích đơn giản, tôi thích phức tạp thì tôi cho tích phân vào, gắn tọa độ vào. Thì đây có phải là đường thẳng y bằng 2 không? Các bạn có phải đường thẳng y bằng 2 không? À, thì mình sẽ bằng là thể tích sẽ bằng y bằng 2 thì phải bình phương lên không? Fx bình mà. Thì có phải là 2 bình phương là 4 không? Dx chạy từ đâu đến đâu? Từ 0 cho đến 5. À, 0 là chỗ này này, 0 này chạy đến 5 này. Hiểu không? Đấy. 0 đến 5, các bạn bấm máy xem. Bấm máy ra bao nhiêu nào? Ra 2, 20 thiếu gì đây? Thiếu pi, công thức vừa lại có pi ở đầu chưa? Rồi, đấy thì nó bằng 20 pi vậy thôi. Các bạn ơi, các bạn chú ý ở đây nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh cái hàm gx. Nó muốn so sánh là g3, g-3 và g1. Có hiểu không? G3, g-3, g1. Thế thì chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta phải tính g phẩy. Thì g phẩy x của chúng ta bằng bao nhiêu? Có phải bằng 2 lần f phẩy x cộng 2x không? Anh chia tất cả cho 2 nhá. Thì ta sẽ có g phẩy x chia cho 2 thì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc chúng ta xét dấu cả, chia cho một số dương thì nó sẽ bằng f phẩy x trừ đi mở ngoặc trừ x, ok không? Muốn so sánh thì phải trừ đi chứ cộng vào không so sánh được. Sau khi trừ đi xong thì chúng ta sẽ có, đây là hàm f phẩy x đã được cho bằng đồ thị, còn thiếu một hàm nữa là hàm gì biết không? À, trừ x, thì trừ x chính là những cái điểm người ta chấm chấm sẵn cho các bạn đây này, chứ không phải tự nhiên người ta chấm đâu. Bạn thấy người ta chấm chấm sẵn không? Đấy, các bạn hiểu không? Và chúng ta sẽ có ba nghiệm ở đây. Nghiệm thứ nhất, cái này bằng 0 khi và chỉ khi x bằng bao nhiêu đây? Có phải là trừ 3, x bằng 1 và x bằng 3 không? Và đó chính là lý do người ta bảo so sánh ba cái đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xét dấu của g phẩy này. Các bạn nhìn xét dấu của g phẩy này. Kẻ một cái trục, ở đây viết trừ 3, viết 1 và viết 3 vào. Thì các bạn thấy này, trong cái khoảng từ âm vô cùng đến trừ 3 thì chúng ta thấy có phải là cái thằng f phẩy đang nằm trên thằng này không? Tức là dấu dương. Sau đó thì thằng đường thẳng này lại lớn hơn, vậy nó là âm, sau đó lại dương và cuối cùng là âm. Thế thì chỗ này chúng ta hoàn toàn có thể xác định được cái cực trị của chúng ta. Tức là đồ thị sẽ đi lên đến g-3, sau đó đi xuống đến g1, và sau đó lại đi lên đến g3, và sau đó lại đi xuống. Nghĩa là trong ba số này g1 sẽ là giá trị nhỏ nhất. Có hiểu không? Có logic không? Hiểu không? Nhìn cái những cái đường đấy phải vẽ ra nhá. Thế thì các bạn tưởng tượng này, đáp án sẽ rơi vào đáp án B hoặc C. Còn A và D thì không liên quan. Nếu bài toán đã dừng ở đây thì nó nằm hoàn toàn kiến thức ở chương hàm số. Nhưng đây lại rơi ở bài tích phân, nên chứng tỏ câu chuyện của chúng ta chưa xong. Có hiểu vấn đề không? Câu chuyện của chúng ta chưa xong. Nhiệm vụ của chúng ta là phải so sánh số gì đây? G-3 và G-3 xem cái nào là cái lớn hơn. Có hiểu không? Đấy. Thế thì để làm được điều đó, chúng ta lại nhìn vào đây. Các bạn tưởng tượng này, cái phần này, các bạn thấy phần diện tích này lớn hơn phần diện tích này không? À, hiểu vấn đề không? Diện tích của phần này có phải là chính là diện tích hình phẳng chúng ta vừa học không? Có đúng không các bạn? Đấy, chính là cái diện tích của chúng ta vừa học đó. Hiểu vấn đề không? Đấy. Có phải S1 của chúng ta này, chúng ta nhìn S1, phần S1. Có phải là tích phân chạy từ đâu đến đâu các bạn? Chạy từ trừ 3 cho đến 1. Trừ 3 đến 1 chứ. Đến 1. Của lấy trên trừ dưới, tức là lấy trừ x trừ đi f phẩy x dx, có đúng không? Và nguyên hàm của cái này có phải là bằng gx không? Cái này chính là g phẩy x mà, nguyên hàm của nó chính là gx, đúng chưa?
Nhưng mà do là chúng ta đổi dấu trừ rồi, có phải là nguyên hàm của nó thành trừ gx không? Đúng không? Mà chờ trừ gx thì có phải chúng ta sẽ được là chúng ta tự đổi cận lại bằng cách là cho từ 1 cho đến đến trừ 3, xong rồi tự bỏ dấu trừ đi thành dấu cộng được không? Chỗ này thành trừ cộng được không? Hiểu vấn đề chưa? Tự đổi dấu, đổi cận thì được đổi dấu. Và chỗ này nó sẽ bằng F1, bản chất chính là bằng G của trừ 3 trừ đi G1. Có hiểu không? Nguyên hàm nó ra, nguyên hàm của hàm này ra chính là hàm G, xong thay cận vào. Thay cận vào có phải là lấy cận trên trừ cận dưới là G3 trừ G1 không? Thì bằng diện tích S, S1. Và tương tự như vậy, đối với phần 2 thì chúng ta có diện tích S2 chính là bằng G3 trừ đi G, G1 thì bằng S2. Mà ta lại có là S1 lớn hơn S2. Điều đó chứng tỏ là G trừ 3 sẽ làm sao? À, G trừ 3 sẽ lớn hơn G, G1, à G, G3. Hãy hiểu đơn giản là lấy vế trên trừ vế dưới, ok chưa? Thì được S1 trừ S2 lớn hơn không không? Nghĩa là G trừ 3 trừ G3 lớn hơn không? Điều đó là G3, G trừ 3 lớn hơn. Vậy đáp án sẽ là đáp án B. Hiểu vấn đề chưa? Đấy.